tiết xuân thiên cùng nghinh bái đạo, cùng thỉnh mời Phật Thanh Lai Đạo đàn duyên tiệc mở tung dung chọn ngày lành. Đồng thầy họ Nguyễn con mở tiệc khai xuân, thỉnh mời tam tòa tiên thánh hội cung đồng mộng sang đàn duyên. Đệ nhất thiên thiên cũng thỉnh mời, đệ nhất thiên thiên anh vân công chúa thượng thiên mộng sáng đền. Vân cát quân quyền phủ dày, vân cát thôn quê nghĩa hưng thiên bản nhà lê mẫu cởi trần. Có hương xa nhiệm pháp rơi mông quân chư Phật đại hội tất giáo vân tỷ thư kế tường vân thành lý phương ngân chư Phật thiện toàn thân nam mô hương cung giảng Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô hương vân cung giảng Bồ Tát Ma Ha Tát sa loan thanh giá hồi cung. Đệ nhị địa tiên cung thỉnh mời thánh mẫu địa tiên vốn xưa hiển thánh trong đền thì song sương nhan sắc khác thường hình dòng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, trên đàn hải ngàn lô nhiệt bình hương xa du tử mâu lưỡng vũ hương hoa nội đắc thanh lương chi tâm kim tương nhất chu viên thập phương. Nam mô hương cung dạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô hương cung dạng Bồ Tát Ma Ha Tát sa loan thanh giá hồi cung. Đệ tam mẫu tiên cung thỉnh mời thanh mẫu đệ tam xích lần lòng nữ sớm kết loan phòng kính xuyên, sớm kết loan phòng áo mai tiểu thiếp nê ra lòng thì gieo an. Rơi hương định hương giữ tuệ hương giải thoát chi kiến hương quang minh vân đài biện pháp giới cũng dạng thập phương vô lượng Phật. Hương tại nhiệt lô phân bảo định trung đàn trầm nhũ chân cam cúng hương nghiên liễu nhiễu liên huy động chư Phật Bồ Tát hạ thiên cung. Cách quang mắt dòng nhan thập cờ diệu quang nguyên chiếu tự trung ngây ngã tích đang cung giảng các cái phục hòa thân Phật từ thách chúa tiện chư vương đánh ra hồi cung. Văn võ quân thần cải tô đức trần chiều văn võ quân thần anh linh tông phán ân cần ngài giúp cho. Thank you.
thế nhà nhà yên vui. Lời má thù vịnh phép ơn, lời má thù vịnh có lên khăn ấn, xin lình ra ngoài bồ đạp khải, chân đi thang lửa chẳng dầu sôi, đời sẵn yêu ma tay ấn quyết, ra uy dấu mặt thần phù cứu độ nhân sinh. Tiên cảnh bầu trời hồng lai, tiên cảnh bầu trời gió nam thoang thoảng, hương bay ngạt ngào trên thiên đình, rồng bay năm vẹn dưới Việt Nam, điện tướng trung đình bấm sai vân lệnh triều đình. Trần kỷ niên đồng tí nhâm tuần, mùng 10 tháng chạp, giờ dần Giáng sinh thấy trong phó sứ Nam Minh. Trời sinh đức thánh đại vương, khai quang nghi dòng nhan thật kỳ diệu, quang minh chứng đàn diên ngàn đích tăng cũng giang kỳ phục hoàng lân cận anh đế điện chứng vương.
đồng Bồ Đức Tôn Thân. Quảng Minh Quân Hạ Lương Thần Nhất Đường Ngư Thủy Long Vân Tao Phùng. Thank you.
dáng thanh tân dịu dàng nghi cách điệu đóa phù dung dương liễu nhận nhớ vẻ nào mà chẳng trái lương. Bay 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 về trời hội hôm nay.
cho trăm họ giàu sáng đời đời, đem cho trăm họ nhà nhà giàu. Dòng bích lăng nước trong nghi leo leo
dài sông Tô uốn lượn đi xinh ghê chứ thông dèo chúc hoa từ bể ý, 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 à. Một màu xanh ngắt cỏ hoa
vui về nước chảy non ba. Chúa ba la
sớm chiều ta vang, tay cười bề bạc dân vàng, đem cho trong họ giàu sang nghỉ đời đời. Chúa đem cho trong họ nhà nào cũng giàu sang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hay gì sao. Non cao nghĩa lĩnh thấp cao mấy tầng, nay đất hùng vương muôn đời sáng tỏ dựng nên nền xa tắc dài lâu lầm thào hai tiếng nhiệm. Hôm nay ngày tốt tháng
vàng phú quý. Trần gian con
Thank you.
chùa Hương Tích Phật Bà Quan Âm, một nì lòng Bồ Đào nhất tâm ý nghe cảnh sơn khê. Một nỉ vùng phong mi cành sơn khê, hồn nì thiêng sông núi danh tài còn ghi. Trong tình cũ Lê triều Thái Tổ, một thôn nghèo mán nỉ đỏ trên nương làm chiều khói tỏa. Thank you.
đài sai đỗ chiều lung cung nắng ân nắng ai là dòng sơn cha tinh tỉ hay mang trúc mang giàng mang tre mang nữ cha bang công trong gia sự người phân ven mười đón thần tướng hướng dân đi chính đạo giải hạn tai chỉ bảo căn dò ý hoa mùi son hoa phấn xa ngà
thơm thơm tóc phượng già già lưng ông ý à. Công người
tròn nghỉ đời Chúa giữ tâm lòng xót vì đời. Ai hay lẽ sao trời vẫn đổi lánh bụi trần, về cõi không đổi cao còn dấu tiên dòng nghỉ. Thank you.
chiên nhang thành tâm thắp một chiên nhang y tấu về thủy quốc các ban các tòa thiên định địa phủ Diêm La. Là chốn Diêm La thiên định chốn đó Diêm La dưới đền thủy phủ vua cha độc định vốn dòng thái tử đệ tam. Lấy bọn tâm thành đệ tử con nghe lấy bọn tâm thành bút hoa biên chép mê sớ thơm lòng thành nổi công danh ơn nhờ Phật thánh lộc hoàng ân đem đến tận nơi ơn trên quan lớn sẽ soi trả nợ tao quan đệ tử con đi trả nợ tao quan nợ từ kiếp trước kiếp này xin dâng. Nên để tam tôn quan đi ngài về tấu đôi chép biên rõ ràng kê cho đệ tử bình an. Trả nợ thiên định đệ tử con đi trả nợ tào quan đi nợ từ kiếp trước nghĩ kiếp này xin dâng trình lên đem phủ tôn quan. Sớ dâng lên thường lai và sớ dâng lên trình quan tam phủ chép biên rõ ràng phê cho nhị tự trường sinh. Thank you.
buông pha trăm trần cùng trước ngọc điền hương đăng trầm xa trên bào tòa ngọc điền nghiêm trang thành tâm dâng tiến tuần nhang thỉnh mời quan lớn và đệ tam đáo đề thank you.
quân xâm lược tức thì tan tác, đều sợ y kiếm pháp hùng anh. Đường đường là quốc sĩ vô song, chỗ tài xung trận đại phong lẫy. Chốn lòng dài, chốn lòng
Long dài cầm quyền thay ngôi chúa. Phép mầu quan ni tối tu anh linh, lệnh truyền thoái bộ chư dinh, sửa sang đai giáp trời biển để trần gian. Chiến thuyền lam nổi dòng xích bích, đưa quân trèo du lịch bốn phương. Có phen tuần thủ sông Thương, trở ra tỉnh Bắc quê Dương nghi lục đồng. Dăm ba đồng tử đi theo hầu,
vào tâu vương phụ ra chầu Đức Mẫu Vương. Cũng có khi phi thường biến hóa, qua Nghệ An thường hạ đại giang, thuyền rồng treo quê buồm lăng, khi chơi tu lịch khi sang sông cầu. Sông bờ dạo thần thơ tản viên chơi tam đảo, chuyện chư quân đôi đảo tiên phong, chiến kêu cờ Phật sông dòng, bè sao thuyền trước giữa lòng quan lệnh đẩy. Sai lên đón rước quan đệ tam vào chồng. Trên gác lầu thơ ngâm phú đọc, ngoài sân rồng ca trúc chén tiên, vua cha giá ngự ngai vàng, phán đòi hoàng tử vương quan vào hầu. Một tay thái tử vương quan, cứu sinh cung lắm ngài độ oan cũng nhiều. Nay ông đã về chầu bị nhân đức, độ nhân gian ni vạn ức siêu sinh. Ông về tới chốn Thủy Đình, quốc phù họ Nguyễn khẳng định nghi thọ trường. Lịch còn ghi tòa lãnh giang thăng tích, thường đẳng thần mà đích thực trung quân. Ngày 24 tháng 6 vì hạ tuần, thập phương chiêm bái lập đền thờ an dân. Khắp gần xa muôn dân con phụng sự, lãnh giang từ mà quốc sử còn ghi, quan đệ tam vạn phép mi ai đi, lĩnh quyền vua bát hải người kiếm chi các quả. Trong tam cõi cửu châu quan vòng bái, độ Việt Nam quốc thái dân an, khâm thừa sắc chỉ vua ban, số sinh số tử liệt hàng chúa phê. Một con nguyện tích xưa là công đức, cuối
xin quan nhỏ phước hà xa, quan lớn về mở lượng hải hà, độ cho non nước nhà nhà được khứng long. Anh con nguyện giữ lòng luôn trong sáng, sám hối quan con chẳng dám đơn sai. Xin ông hạ bút hoa khai cho dân Nam Việt được tiếng tai vi tường. Ba con nguyện đèn nhang con dòng tiến, cúi xin ông thương đến đồng giá, độ cho nam nữ trẻ già ai ai cũng được mặt hoa chữ giá. Nay bốn nguyện một lòng đi thành kính, điến lễ nghi chẳng sinh với ai. Xin ông giá ngự điện đài, độ họ Nguyễn được lộc tài công danh. Quan thác đi biết thuở nào quên,
họ Nguyễn con cùng hội cùng thuyền, tỏ lòng thương tiếc một người hiền đức nhân.
Nam Thiên Hải Hà Trung Tú, nước danh truyền mà thái tử đệ tam, đầu rồng trói trói dòng nhan, nhấp nhô sóng bạc mà lành gian khác thường. Lúc gió yên bể lặng một chốc, lúc ầm ầm mà tố lốc cuồng phong, đùng đùng mà bốn phía tây đông, thủy cung dâng nước mà mịt mùng bốn phương. Quan vẫn sống với nhân dân ta đó, sử xanh còn mà trói lọi từng trang, người phán ra ý ngọc lời vàng, vì dân quan để muôn vàn tình thương. Quan vân sống với dân đi ta mãi, cách trăm năm còn ghi nhớ ơn người. Nay quan về với đấng người xưa, hôm nay kỳ tiệc họ Nguyễn thưa đôi lời. Trong tam cõi Cửu Châu vọng bãi, kêu quan về độ cuộc dân nan, khâm thừa thượng đế giao ban, cho sinh sở tử liệt thang để chịu phê. Nay quan về mà đổi số trần gian, số mực quan đổi số son, khuôn phủ họ Nguyễn vinh hoa thọ trường. Ngao du tam cõi thùng dung mi nhiều bề, vào La Lam hòa đồ lấy nước, về tuần vương mà lại ngược tuyên quang, dạo chơi núi đổ sông ngang, cắm rào chơi bến Na Hàng đi mười ngày. Truyền treo mây ngược thác, nào thác mẹ lại thác quả nhi. Sa loan thanh giá hồi cung, tiếng ba loan mời quan đệ tử, vương con trời sáng ngự tòa thiên cung. Sa giá hồi cung, lâm liệt tung hoành giao y, lâm liệt tung hoành chùa ta sát quỷ nên danh tướng tài. Cảnh thiên thai âm tuần giá tiên nàng tố nữ nghe dân hoa nền.
đình giang chính quán quê nhà. Truyền quân dâng nước hải hà, hải hà tràn tràn lấy. Truyền phán các quan ngài về, truyền phán các quan tả văn hiệu võ lương ban đáo để lệnh truyền văn võ đôi hàng. Lệnh sai vạn vạn quân kéo đi ập ập cờ hồng sai chân nằm phương. Văn sớ dâng lên đường lai, văn sớ dâng lên tôn quan để ngũ chép biên cho đường về cho nhị tự trường sinh. Quý khang ninh thọ trường về cho phúc lộc đôi đường. Chứng lễ thản nghi chứng lễ đàn nghi ngày về, chứng lễ đàn nghi huông phù đệ tử khang ninh thọ trường từ nay sẽ được sống lâu. Trình Phật Thánh phụng trình vua cha quan âm tạo bắc xem qua. Quốc tình tỉnh Như Lai điểm khai khai nhiễm hình. Nhiễm hình chiếu mình đồng cai nhị nhị nhi khánh là cai khẩu khẩu năm quyết cai.
khai tâm tâm hoan hỷ, khai túc năng bộ hành, dùng nhan thập cờ dẻo quang minh chiếu hình nhân. Bái tạ thiên đình hình nhân, bái tạ thiên đình nghỉ trước trình Phật thánh nghi phụng trình vua cha. Kim ngân quan tuần tú đôi người về chúng cho ông về tông đạp vào kho. Thank you.
đã về qua bến sông Chanh. Nhớ người trang sĩ tài danh, chỉ có lớn tuyệt chảy cánh bông hoa trôi, sống tranh dù cạn công lớn người mãi còn đã chiến sông pha ngoài trận mạc, công công lớn tuần ghi tạc ngàn bao phen giết sạch giặc thù, ơn quan đệ ngàn thứ vẫn còn truyền. Tiết tháng năm qua miền thắng tích, khắp tuần nhang hiền hiền uy linh, ngôi cao giá ngự mà triều đình phong công. Thank you.
biến tướng nghề giá ngự đồng ngựa chốc long lăn trần triều văn võ bá quan quỷ binh cơ đội lưỡng ban về châu. Quân sắp hầu lưng đeo kiếm sắc, tùy lệnh hành mà cờ phất trống rung. Có phen nổi trận đùng đùng, ba đào dợn sóng mênh mông hài hà. Trên bát ngát đôi long trò hổ phục nghề, lốt tam đầu kiểu vĩ trầu lên. Lâm dần phượng múa đôi bên, quan tuần chắc dáng ngày ngự lên sập dòng. Sắc vua phong kiếm chi người tam giới, hay chóc tà sát quỷ trừ tính. Quan tuần vạn phép muôn linh, quyền ngài cai quản chứ dinh nhà chờ. Ngựa đồng ai, ngự đồng ai người mình quyền vong quý. Đường ngoài trời thụ khí đoan trang, quan lớn tuần ngày hiển hách huy quang. Ra tay tế độ trần gian con được nhà. Lúc bấy giờ ra uy hùng hổ, nương uy trời mà cứu độ muôn dân. Đùng đùng nghìn nổi trần phong vân, ngự đồng ban phép cứu dân quan trừ tà. Xin quan chúc tà ma, dầu ai vận hạn chưa qua, kêu quan đệ ngũ bệnh đã lại tán không. Con dốc lòng ơn ông vạn bội, hoặc ai mà nhầm lối truyền tha, hay là cách trở sơn hà, cầm cờ chỉ núi núi đặng tan không. Tiếng nức danh tung hoành để dũng lược, cảnh non bồng nước nhược bồng lai. Khi chơi bạn chúc bạn mai, bàn loan tiệc ngọc vui vầy quan xương cả. Đêm cùng ngày giữ việc thủy cung, đời lệnh cứu chung mà tế độ muôn dân. Ai mà cầu nhân, cầu phúc đắc phúc bản thân điều hòa. Nay con nguyện giang phúc quan trở tay, đồng ra tín chủ ai ai cũng thịnh cường. Hiện tại lưu loát bạc vàng đi đề đá, nguyện thứ ba cung hầu cập bên,
bốn nguyện được phú quý giàu sang, năm nguyện độ được sống lâu, đời đời con cháu được phúc lâu giàu bền. Bản đền độ cho đệ tử lộc tài mà vinh hoa, bảy nguyện phúc đặng ngả xa, bao nhiêu hạt ách con tống ra khải ngoài. Chầu thuộc hiền loan thanh giá.